Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn nên coi chuyện cán bộ từ chức nhường ghế là bình thường, ở góc độ nào đó là đáng mừng, bất kể vì lý do gì. Kể cả trường hợp vì lý do sai phạm thì cũng là họ biết dừng lại để ngăn sai lầm tiếp theo có thể xảy ra, gây hậu quả nặng nề cho xã hội. Trong thời gian qua, Đảng ta đã ban hành rất nhiều văn bản, trong đó có quy định liên quan đến việc từ chức của cán bộ đảng viên mới nhất là quy định số 41, quy định nguyên tắc thẩm quyền căn cứ quy trình xem xét việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý. Nhưng thực tế, việc cán bộ đảng viên chủ động viết đơn xin từ chức hay chuyển công tác từ vị trí cao xuống vị trí thấp hơn còn rất hiếm. Chỉ khi phát hiện ra sai phạm bị xử lý thì họ mới bắt buộc phải từ chức. Vì thế đến lúc nên coi từ chức nhường ghế trong cán bộ đảng viên là chuyện bình thường trong công tác cán bộ trong xã hội và là văn hóa công sở. Chính như vậy thì người có nguyện vọng từ trước khi thấy không đủ khả năng, sức khỏe, đảm đương vị trí công tác mới không cảm thấy áp lực nặng nề từ gia đình và xã hội. Khi đó dư luận cũng nên quen dần khi thấy có cán bộ đảng viên nhường ghế khi đương nhiệm. Thậm chí ở góc độ nào đó là đáng mừng, bất kể vì lý do gì. Trường hợp vì lý do nhận thấy sai phạm thì cũng chính là bản thân người đó vẫn còn tự trọng, biết dừng lại để hạn chế những sai lầm tiếp theo với nghiêm trọng hơn có thể xảy ra. Còn trường hợp từ trước do không đủ sức khỏe khả năng thì chính họ đã dũng cảm khi nhìn nhận đúng bản thân và thấy rằng cần phải nhường cho người có khả năng tiếp quản nhiệm vụ. Khi việc lên xuống trở thành bình thường thì cũng sẽ giảm bớt tư tưởng làm quan là ăn trên ngồi chốc mà trở về đúng vị trí là đầy tớ của dân, phục vụ nhân dân và đất nước. Đồng thời cũng là thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đạo, người đảng viên theo đúng chủ trương quy định của đảng. Để thực hiện hiệu quả chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng và kế hoạch của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Tổng cục thi hành án dân sự đang chỉ đạo các cục thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành cụ thể đối với từng vụ việc thu hồi tài sản, nhất là các vụ việc ban chỉ đạo trung ương theo dõi. Phản ánh từ thực tế cho thấy một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm dẫn đến một số vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị tài sản lớn chưa được tổ chức thi hành xử điểm do có nhiều vướng mắc trong quá trình xử lý tài sản như vụ Phạm Công Danh liên quan sơ vận động tri Lăng, vụ hứa thị phấn liên quan việc thu hồi dự án bệnh viện đa khoa Phú Mỹ, công tác phù hợp tòa án nhân dân trong việc chuyển giao tài liệu bản án giải thích, đính chính hoặc trả lời văn bản đề nghị kháng nghị của cơ quan thi hành án dân sự còn chậm, ảnh hưởng tiến độ xử lý tài sản. Thời gian tới, Tổng cục thi hành án dân sự kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo Ban các sự Đảng bộ, các ngành trung ương, Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai chỉ thị số 04 theo số liệu báo cáo về thu tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã thi hành xong 715 việc, trong tương ứng với 9.050 tỷ đồng. Kết quả thi hành các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo toàn hệ thống đã tổ chức thi hành xong 45 vụ việc, hơn 34.974 tỷ đồng. Giá xăng dầu vào kỳ điều hành tới ngày 20 tháng 8 vẫn là một ẩn số, nhưng mà hàng giá xăng dầu thời điểm hiện tại đang về mốc của cuối năm 2021. Người dân đang cảm thấy dễ thở hơn với giá xăng, còn doanh nghiệp giảm được phần nào gánh nặng áp lực chi phí nguyên liệu sản xuất. Vì là mặt hàng chiến lược nên sự lên xuống của giá xăng dầu tác động rất mạnh đến mọi lĩnh vực của đời sống và sản xuất. Đánh giá hiệu ứng từ việc giảm giá xăng dầu là tích cực, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng cùng với đó cần kiểm soát giá cả thị trường để giảm bớt gánh nặng chi tiêu, giảm lạm phát kỳ vọng ổn định kinh tế vĩ mô. Xăng dầu tăng giá sẽ khiến các mặt hàng tăng giá ngay lập tức, nhưng khi xăng dầu giảm giá có thể các mặt hàng sẽ không xuống tương xứng. Do vậy, giảm giá xăng dầu càng nhanh thì càng hiệu quả sớm trong việc kiểm soát lạm phát. Cơ quan quản lý cần tính toán sau mức giảm giá xăng nền kinh tế được tác động như thế nào. Đã đạt được mục tiêu kéo giá nhiên liệu để kiềm hãm lạm phát hay chưa? Giới chuyên gia cũng khẳng định xăng dầu là một mặt hàng rất quan trọng đối với các ngành sản xuất kinh doanh thương mại của Việt Nam. Bởi trong cơ cấu các ngành thì lưu thông hàng hóa sau thị trường thiết yếu, những sản phẩm lưu thông trong nước chủ yếu được vận chuyển qua giao thông đường bộ. Vì thế, giữ vững giá xăng dầu sẽ góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Quốc hội đã đề ra từ đầu năm. Nhiều ý kiến phản ánh việc tiếp cận nguồn vốn rẻ với mức lãi suất hỗ trợ 2% khá khó khăn với nhiều doanh nghiệp do các điều kiện quy định cho vay khó đáp ứng được như phải có tài sản bảo đảm để thế chấp. Đại diện nhiều hiệp hội doanh nghiệp tham dự cuộc làm việc nhận định, nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 là chính sách quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch các quy định trong các văn bản hướng dẫn bám sát tinh thần nghị quyết 43, xác định chúng và đúng đối tượng cần được hỗ trợ. Tuy nhiên xét về tính kịp thời, nghị quyết 43 có hiệu lực từ ngày 11 tháng 1 năm 2022, các văn bản hướng dẫn của chính phủ ban hành có độ trễ nhất định. Thống kê về số vốn giải ngân so với kế hoạch cho thấy tốc độ giải ngân vẫn còn rất chậm. Nếu thực hiện giải ngân tốt hơn sẽ hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp phục hồi phát triển. Như vậy khi lãi suất cho vay tăng thì việc ưu đãi lãi suất 2% của chính sách hỗ trợ sẽ giảm đi, tính hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong thời gian tới quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng có tác động rất lớn đến người dân doanh nghiệp như dự án luật đất đai sửa đổi dự án luật đấu thầu dự án luật giá dự án luật kinh doanh bất động sản dự án luật nhà ở đòi hỏi cần nghe được thông tin nhiều chiều từ nhiều đối tượng chủ thể khác nhau trong đó có cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân cùng với đó quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội xem xét tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chế chính sách pháp luật trong thời gian tới đồng thời cũng thể hiện mục tiêu mà quốc hội hướng tới là nghị quyết và chính sách phải mang hơi thở cuộc sống và đổi mới vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp Doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng và phát huy các lợi thế để tăng trưởng bền vững trong giai đoạn nhiều khó khăn thách thức hiện nay. Đặc biệt kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, GDP tăng 7,72% trong quý 2. Các cân đối lớn được bảo đảm, tạo đà cho hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh. Tuy nhiên, khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của VCCI cũng cho thấy cộng đồng doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Tác động của dịch COVID-19 khó khăn trong kinh doanh khiến các doanh nghiệp thận trọng, dè dặt hơn khi xây dựng kế hoạch hoạt động. Đây là một trong những yếu tố tác động ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đưa ra chiến lược tăng trưởng xanh và chuyển đổi số là công cụ để phát triển. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có khả năng đổi mới sáng tạo mạnh mẽ để bảo đảm thích ứng với sự biến đổi hiện tại. Trong quá trình chuyển đổi, doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo ra những giá trị khác biệt. Nếu chúng ta hành động ngay bây giờ, có thể đưa bước phát thải dòng về không, giảm bất tổn thương cho biến đổi khí hậu và vai trò của các doanh nghiệp rất lớn, cần sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp các doanh nghiệp Việt Nam cần đưa ra chiến lược, chính sách và đồng hành định hình vai trò trách nhiệm giám sát các chỉ số môi trường xã hội và quản trị trong hội đồng quản trị. Đánh giá cấu trúc quản trị ESG, tích hợp các vấn đề ESG vào chiến lược công ty tới, giám sát và thực hiện công bố thông tin tới các bên liên quan một cách minh bạch và đầy đủ. Khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, rất nhiều đại biểu Quốc hội cũng nêu vấn đề về bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhất là tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân để kinh doanh. Điều đó cho thấy vấn đề bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân ngăn chặn quấy rối qua điện thoại là những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này đang nhận được sự quan tâm rất lớn và cần có giải pháp quyết liệt hơn. Theo các chuyên gia an ninh mạng, hành lang pháp lý về bảo vệ dữ liệu cá nhân vẫn cần hoàn thiện thêm. Trong khi các cơ quan chức năng đang triển khai các giải pháp để ngăn chặn nạn sim giác, mua bán trái pháp luật dữ liệu thông tin cá nhân, thì tại những cửa hàng mua bán sim điện thoại người mua vẫn có thể tìm mua sim kích hoạt sẵn thông tin sẵn tiền trong tài khoản để gọi điện nhắn tin lướt mạng trong một thời gian nhất định trên các trang mua bán trực tuyến những tin quảng cáo bán sim kích hoạt sẵn cũng vẫn tồn tại phương pháp kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư thẻ căn cước công dân gắn chip để kiểm tra thông tin trong sim điện thoại có thể vẫn chưa giải quyết được triệt đề vấn đề giải pháp này chỉ hữu hiệu để quản lý những sim điện thoại đã kích hoạt và đang sử dụng ổn định trong khi trên thực tế những đối tượng sử dụng sim rác thường chỉ có nhu cầu sử dụng trong thời gian rất ngắn dùng hết số tiền trong tài khoản hoặc thực hiện xong mục đích là bỏ luôn sim để giải quyết tận gốc dễ vấn đề chúng tôi cho rằng cần kết hợp giữa phương pháp hậu kiểm như trên với việc tổng kiểm tra giả soát các cửa hàng cá nhân doanh nghiệp kinh doanh sim điện thoại để xử lý nghiêm hiện tượng kinh doanh sim kích hoạt sẵn thông tin thu hồi để tiêu hủy toàn bộ số sim đã được kích hoạt có như vậy mới mong lập lại trật tự an toàn trong lĩnh vực này trong năm 2022, ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, nhưng tới thời điểm này, số lượng khách quốc tế vẫn chưa được như kỳ vọng. Nhằm thu hút khách du lịch quốc tế trong thời gian tới, nhiều hội nghị liên kết du lịch giữa các địa phương đã được tổ chức với mục đích phát huy sức mạnh trong xây dựng sản phẩm, tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh, khi du lịch thế giới phục hồi, du lịch Việt Nam phải đối mặt với những thách thức về cạnh tranh điểm đến với nhiều nước Đông Á như Thái Lan, Singapore, Campuchia chưa kể nguồn nhân lực chất lượng cao đang bị hao hụt cũng tạo ra khó khăn đáng kể để thu hút khách quốc tế ngành du lịch cần tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương có tiềm năng phát triển du lịch chủ động triển khai kế hoạch đề án phục hồi các địa phương nên tập trung phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe du lịch cộng đồng du lịch kết hợp giữa hội thảo hội nghị khen thưởng hội họp các địa phương nên vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trí tuệ nhân tạo trong phục vụ du lịch tập trung tháo gỡ điểm ngẽn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản phẩm mới mỗi địa phương phải có một sản phẩm đặc sắc, xây dựng bản đồ số du lịch, xây dựng được chương trình hành động, ưu tiên đầu tư nhiều hơn cho du lịch xanh, du lịch văn hóa. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.